Hôm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cũng đã chỉ đạo lực lượng phòng hóa quân khu tiến hành phun khử khuẩn phòng chống dịch tại huyện Việt Yên. Lực lượng phòng hóa quân khu 1 đã phân công 22 cán bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ, trang bị phòng độc, cơ động 6 xe chuyên dụng cùng 120 kg hóa chất chloramin B. Phối hợp với Bộ Chỉ quân sự tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng huyện Việt Yên tiến hành phun khử trùng tại các xã, các trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân, trạm y tế, các điểm cách ly của huyện Việt Yên. Các xe chuyên dụng của quân khu đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn các trục đường chính, đường nối ngã ba ngã tư và bên trong các điểm hành chính sự nghiệp, trường học, khu cách ly. Đối với những vị trí hẹp xe chuyên dụng không thể tiếp cận thì sử dụng lực lượng y tế tại chỗ cùng các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ cùng bình xịt chứa dung dịch tiến hành phun khử khuẩn. Sau một ngày, các lực lượng đã hoàn thành việc tiêu độc khử trùng tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Công tác tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần ngăn chặn sự lây lan mầm bệnh cho cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân tại các địa phương có dịch nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.